Đăng ký với em à. Ai cũng chạy lên chạy vòng để trải nghiệm được cái vòng máy vô đi à. Nhìn nè, 3036. Máy nổ đã. Nổ đã bà con ơi. Chút. Lên. Cái hồng 50 thì 2m thôi. 1m8. Đúng cái vàng đó tôi mang cái thùng này mới vừa á. Dư hả? Ừ. Tại nhật tại bị nó tính toán vậy. Cái là 6. Ủa ha. Không phải mình không cần chạy cái thùng nhỏ mà chạy lẹ, chạy cái thùng lớn mà chạy chậm đó. Đúng rồi. Yeah.
Bên kia. Lùi ra đi.
Đúng rồi, sập ra, sập ra. Rồi, móc cái lớp van kia chút xíu. À, sắp đứt rồi kìa. Đứt không? Rồi, ngay đi. Móc cái đất qua bên này nè. Alo. Dạ đúng rồi. Vậy đi, đừng khoan, từ từ hả lấy, chậm hết. Vô trước nè. Cái gì anh? Rồi, vậy đi. Rồi, nghe luôn. Rồi, lên đi. Lên miếng nổ đây, nâng vàng. Ờ, à, đó. Rồi, lên đi. Alo. Móc qua bên kia. Cái gì anh? À, cái đó em không biết rồi, không có rồi. Dạ. Anh không có, anh để cho nó chạy lên được không? Sản xuất lắp ráp tại Ấn Độ theo chuẩn bản quyền của Mỹ nha, Hoa Kỳ nha. Đặt tiêu chuẩn xuất khẩu châu rồi con, hàng rất là cứng nha. Nói chung đặt tiêu chuẩn châu này hàng rất là cứng. Nó rất là bền, đùi không giờ gãy rồi con, đùi rất là cứng. Rất là cứng. Đúng rồi, đúng rồi, ngay tại vậy đó à. Ngay cái nữa mới được. Rồi ngay. Hết rồi, hết rồi. Hết rồi. Ngay luôn, ngay tới luôn. Rồi, ngay băng rồi đó. Lấy lái lại một chút ơi. Lấy lái lại. Lấy cái lái gì đây? Qua lại. Lấy qua tại. Rồi, rồi, ok. Rồi, chạy lái lại thẳng luôn. Ngay luôn. Được lấy đi nha, ngay luôn nha.
đâu mà nó ê lắc qua tài cái John Deere rồi con. 3036. Bị giao về Cù Lao Dung nha. Qua anh Trúc. Rồi ngay lại. Ngay lại. Ngay luôn. Qua đây chút, phút rồi. Ô, tới lại đi. Qua nhiều quá rồi. Ô. Tới lại đi. Qua đây chút nè. Anh ơi. Rồi hơi mèo quá nha, ngay luôn á. Khoan
đo lại coi. Nhiều. Sao tức mấy? Tức 2. Tức 2 á, tại mình đưa ra công chưa ngay giữa kìa. Yeah. Cho mình chưa ngay giữa ha. Rồi chiều dài coi. Chiều dài coi, phủ bì coi. Quay lại, chạy vô ảnh đi. Qua chút nữa. Đúng rồi. Mét 7. Mét 7 ra lòng lên. Mét rưỡi. Lấy xài đi hết thắng hết hết chương trình nha. Để tính về nhà tính gia đình thôi.